Anh nói đi lại cho em xem nào. Vợ ơi. Không, anh gọi đây chồng này. Ơi đi. Đây này. Vợ đang làm gì đấy? Vợ nhặt rau à? Đấy em bảo chồng chồng vừa bắt me cho vợ về hả? Nào, gọi nào. Chồng ơi. Chồng ơi. Bố nó ơi. Cái gì? Bố nó ơi. Em này. Nào thử gọi bố nó ơi. Bố nó ơi. Ông xã ơi. Ông xã ơi. Đấy, cứ như vậy từ nay là cứ như vậy cho anh. Chớm ôi. Chớm mà gọi sai phát nào anh chỉnh luôn. Ui, chùa lắm. Này mày ơi, mẹ của em đây này. Vậy? Bắt bài của mẹ từ lâu vậy? Nó cao à, nó cao. Em nhìn thấy cây mẹ của nhà ông đấy to. Trời ơi, quảng nó nhiều cao, cây xem. Đây. Trời ơi, thấy chưa? Đã cầm muối ra đây rồi. Chả với anh bảo là anh đi. Em sợ anh về, em tưởng anh về luôn đi. Đây nè, em nhặt rau phát em phải mang ra đây luôn. Anh về phát là ngồi đi ăn luôn cho nó. Ăn bao nhiêu quả ngon, quả ngọt không ăn, ăn vậy nghe chắc. Chua lắm anh. Chua. Vậy chắc anh. Anh không ăn được quả chua mấy. Anh ăn rồi nên anh biết chua vậy thì. Thì cũng phải thử tí gì. Nay là ngày, nay là ngày đặc biệt. Đặc biệt gì? Mà em biết cái khoảnh khắc mà em vì anh ký vào cái giấy kết hôn ấy là bắt đầu có chuyện gì xảy ra không? Anh từ sáng giờ anh nói biết cái vấn đề này. Là em biết chuyện gì xảy ra không? Em không biết thì bình thường cũng như mọi ngày cần gì nữa, chỉ là mọi đi ngày là ký kết hôn thôi thì làm sao tối về khoe mẹ. Giờ nha, giờ là anh là bắt đầu là đã người có vợ, em là người có chồng. Mà anh bắt đầu là sống cuộc sống chim lòng cá chậu. Là không được bay nhảy nữa, ý là nó bị không được bay nhảy như thức lúc thanh niên đấy. Anh toàn than thôi, anh toàn được đi chơi này kia, em toàn ở anh, nhà anh, không có anh, làm anh gì anh đâu. Anh có đi mấy? Anh không đi mấy, nên toàn là đi luôn ý. Anh nhá. Trước ngày anh được đi đào hóng nhá. Vậy mà giờ này vẫn còn anh nữa. Chả anh, chả gì cả. Không là anh thì là gì, vậy mọi ngày em vẫn gọi anh vậy. Anh là lúc đấy đang yêu nhau là anh. Còn giờ là kết hôn rồi, là thành vợ thành chồng rồi. Là bây giờ không là anh thấy nó kết hôn xong là em phải gọi anh bằng gọi chồng. Thôi phải gọi anh bằng chồng, từ nay là phải đổi cách xưng hô là điên phải gọi à. Anh bằng chồng. Đang gọi anh em bình thường quen rồi xong tự dưng anh bắt không em được. Từ ngày trước cũng vậy nha, lúc em chưa quen, lúc đấy chỉ mới nói chuyện bình thường. Em đang gọi anh là bạn, xong là tự dưng anh bắt em gọi là anh. Đấy ngượng mồm lắm, bây giờ nó quen rồi xong bây giờ anh bắt em thì gọi. Thì bây giờ mỗi giai đoạn này thay đổi nó khác nhau. Chồng, em gọi anh là chồng. Cái gì? Từ gọi anh là 2, 3, chồng. Chồng ơi, từ gọi một tiếng chồng ơi, trìu mến như này. Chồng ơi, nhanh lên. Thôi không quen. Anh gọi anh. Tự dưng gọi, chồng ơi. Vợ ơi. Rồi thôi. Vợ ơi. Hay là gọi là, giờ anh sẽ gọi em là vợ ơi. Hoặc là bà xã ơi. Mẹ nó ơi. Thôi bỏ đi. Anh sao ơi. Đừng nhỉ. Tao đi làm gì xong, ngồi đấy mà chèo. Gọi anh bằng chồng, đi gọi thử xem nào. Nhanh lên, từ giờ không về anh bảo mẹ. Ủa, đừng. Mẹ kiểu gì, chuyện gì đấy mẹ ủng hộ chỉ, em. Nhưng mà chuyện này mẹ sẽ ủng hộ anh. Đây là chỉ là mới đăng ký kết hôn thôi nhá. Ờ. Là cưới anh đâu. Anh bắt em gọi là chồng. Ờ thế trước sau gì hai đứa chẳng cưới nhau. Mà giờ mà giờ trên pháp luật là đã là vợ là chồng rồi. Nhưng mà nó không quen anh hiểu không? Tự dưng bây giờ phải quen. Gọi chả có cái gì mà xong là tự dưng gọi chồng. Ví dụ mà bố mẹ ở nhà xong cứ gọi chồng ơi à? Chả chồng ơi. Thôi đừng. Thử gọi xem nào. Gọi xem nào. Thử nói 1 2 3. Nhanh ơ. Không quen. Gọi. Gọi đi. Gọi như nào kệ em, gọi là ông xã hoặc là bố nó. Đấy, đây này. Chồng ơi, thử. Tự dưng gọi, chồng ơi à? Không nói câu dưng, 1, 2, 3, kiểu chiều mến vào. Chồng ơi, nhanh lên. Không nói, không cười, nghiêm túc. Chồng ơi. Nó không quen đối với em, anh hiểu không? Em đang bình thường như vậy, xong tự phải dưng anh gọi em chồng. Đợt trước em gọi anh bằng anh thì nó cũng là như thế thôi. Nào, xong à? Bắt đầu bây nào. Giờ anh gọi em bằng gì? Vợ. Thôi, đừng. Ơ. Okay. Giờ là mình làm vợ là chồng rồi, ơ. Nói anh gọi thế nữa. Gọi như nào? Không tối với anh bảo mẹ đấy. 2, 3. Chồng ơi. Chưa chiều mến tí nào. Thôi. Chưa chiều mến. Thôi, bỏ đi. Nghe đây, đợi đây này. Vợ ơi. Thôi. Đấy, nghe là chiều mến như vậy. Em gọi lại nhanh lên. Nhanh, cứ ăn. Gọi xong rồi được. Chồng ơi. Chưa chừng mấy kiểu gọi mình hiểu bị ép đi.
thì bị ép, thì em đang bị ép đây, em phải là em tự nguyện đâu, lúc lúc là em tự nguyện nên nó khác anh hiểu không? Tự nguyện anh mà để tự nhiên không bao giờ em tự nguyện được. Hai bạn chồng chứ không phải tự dưng em đang gọi anh là bạn bè bình thường, anh gọi em ai người yêu nhau người ta gọi bạn bao giờ, người ta giờ là vợ là chồng kết hôn, đăng ký kết hôn rồi mà anh bạn được sao không được thử xem là thử gọi xem kiểu nó hợp lý nào. Anh nói đi bạn thì em xem nào. Vợ ơi không anh gọi đây chồng này. Ơi đi. Vợ đang làm gì đấy? Vợ nhặt rau à? Đấy thì em bảo chồng vợ bớt me cho vợ về hả? Nào gọi nào, chồng ơi bố nó ơi. Cái gì? Bố nó ơi. Em ơi. Nào thử gọi bố nó ơi. Bố nó ơi. Ông xã ơi. Ông xã ơi. Đấy cứ như vậy, từ nay là cứ như vậy cho anh. Chớm ôi. Chớm mà gọi sai phát nào anh chỉnh luôn. Chưa lắm cho anh. Ôi. Ủa. Không biết là sao trả mới cuộc này. Ôi. Mẹ nhà ông đấy rồi non mẹ thì giờ gọi là mẹ chồng rồi, giờ là không cần chỉnh nữa. Mẹ khác. Mẹ thì giờ gọi em là gọi mẹ. Bố chồng mẹ chồng là nó rất là bình thường nhưng mà bố mẹ anh... thôi, đừng không cần bố chồng mẹ chồng, bố mẹ. Ý là ra ngoài người ta hỏi vào ấy bảo là lấy chồng đâu, bảo là bố mẹ chồng cháu như này như thế. Nói vậy rồi. Từ nay là bắt đầu là mình bước sang một mối quan hệ mới. Không phải là người yêu nữa, bây giờ là mình đã là vợ chồng rồi. Thế mình không? Mình đã là vợ chồng rồi. Nên là gọi cho nó đúng. Không là anh bảo mẹ tối về xem nha, anh bảo mẹ xem là anh nói mẹ đúng không nha. Ôi cái mẹ này nó kiểu nó... gì mẹ cũng ủng hộ anh. Nó không có hổ. Chúa. Nhưng mà ngon thật mà. Được. Mẹ này sắp chín rồi anh ạ. Đâu. Này ông này sắp chín rồi. Vậy anh gọi em bằng gì? Vợ ơi. Đừng anh đừng nhắc đến nữa nha. Mà tối nay em mất ngủ đấy. Nhanh nhỉ, từ nhiên. Từ giờ đến lúc ngủ anh phải gọi em là vợ phải 100, 1000 lần để cho là quen. Gọi để làm gì? Xong là tối về có bố mẹ đấy xong là kể cả mẹ, việc gì bố mẹ nha. Bố mẹ cần gọi nhau bằng anh yêu em yêu. Đấy già như vậy cần anh yêu em yêu bình thường. Bố mẹ khác, bố mẹ anh lớn hơn rồi. Gọi bố mẹ anh trẻ. Yêu em yêu bình thường mà. Ừ. Gọi vợ chồng cũng được à? Vợ ơi chồng ơi, chồng yêu ơi. Nhớ chưa, từ nay là gọi như thế. Sai câu nào là anh chỉnh luôn câu đấy, là không được láo nháo. Láo nháo là anh bảo mẹ cần thiết trả về ngoại luôn. Đi luôn. Đi luôn. Nói là phải nghe, hiểu chưa? Không. Ở đây thôi đừng. Anh quyết chưa rồi. Em muốn gọi đâu. Tại vì mình đã cưới nhau đâu mà bây giờ anh cứ bảo là gọi chính như vậy. Anh cũng không quen. Anh quyết rồi. Cứ thế ví mà làm. Bây giờ bọn mình cứ gọi vợ chồng. Ví dụ người ta bảo là ấy nhà này chưa cưới xin gì. À, chưa cưới xin, mình đang ký kết hôn rồi, mình đang là vợ chồng rồi. Nhưng mà người ta có biết mình đang ký kết hôn đâu. Nó mang giấy kết hôn ra cho người ta xem. Ôi, ai có phải 10 người mình cũng lôi giấy kết hôn ra cho người ta xem. Kể cả là 100 người mình cũng mang ra. Thì giấy kết hôn của em mà nhăn nhẻo thì làm sao? Nhăn nhẻo. Em bảo anh lúc nào đi anh đi sang làm lại nha anh nhá. Đi bọc ép lắc đi. Ai ơi, anh ép à? Thôi để em nhặt cho. Không thì anh mang đi. Anh mang gì? Thôi để em mang này, nhà nhau nhớ từ nay là chồng, nhớ chưa? Anh chồng anh đừng có vớ vẩn.